Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ sáu ngày 29 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đón khoảng 800.000 lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 795.000 lượt khách nội địa và 5.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng. Hiện nay, loại hình du lịch được khai thác phát triển chủ yếu trên địa bàn tỉnh là du lịch tâm linh gắn với các di tích lịch sử văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công nhận 4 điểm du lịch gồm đền Đậu An, đền Đa Hòa, đền Phù Ủng và trung tâm tinh hoa làng nghề Việt. Một khu du lịch cấp tỉnh là khu du lịch Phố Hiến. Năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch, tích cực tham gia xúc tiến quảng bá du lịch trong tỉnh và tại một số tỉnh như Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Hà Nam, Quảng Ninh và Hà Nội. Phấn đấu năm 2024, toàn tỉnh sẽ đón gần 900.000 lượt khách. Huyện Kim Động có tổng số 37 sản phẩm OCOP. Thời gian qua, địa phương và các chủ thể sản xuất đã tích cực mở rộng kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Trong đó, huyện có 12 sản phẩm OCOP 4 sao và 23 sản phẩm OCOP 3 sao là những mặt hàng nông sản như dược liệu chuối nhãn, bưởi, giò chả. Để sản phẩm được thị trường đón nhận sử dụng, các chủ thể sản xuất không ngừng đổi mới, nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Trong khâu giới thiệu, bản thân mỗi chủ thể đều tích cực đưa các sản phẩm lên nền tảng số. Bên cạnh đó, ngành chuyên môn huyện Kim Động phối hợp với các sở ngành của tỉnh hỗ trợ các cơ sở tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài địa phương để người tiêu dùng biết đến sản phẩm nhiều hơn, từ đó chắp cánh cho sản phẩm vươn xa, được thị trường đón nhận và ưa chuộng. Toàn huyện Khoái Châu có trên 250 ha trồng nghệ, tập trung tại các xã Chí Tân, Thuần Hưng, Đại Hưng, Đại Tập. Sản lượng nghệ năm nay ước đạt từ 1 đến 1,5 tấn trên mỗi sào, tương đương với mỗi hecta cho thu từ 27 tới 30 tấn nghệ. Nghệ đầu mùa hiện đang được mua với giá từ 12.000 đến 15.000 đồng một kg, mang lại doanh thu từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Nghệ được thu mua ngay tại địa phương để chế biến thành các sản phẩm như nghệ thái lát sấy khô, bột nghệ, tinh bột nghệ, viên nghệ tẩm mật ong cung cấp sang thị trường. Các sản phẩm từ nghệ của công ty Hoàng Minh Châu đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Để hỗ trợ người dân, ngành chức năng thường xuyên tạo điều kiện cho bà con tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, áp dụng quy trình Việt Gáp, mua phân bón trả chậm để sản xuất nghệ, quy hoạch vùng phát triển cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh, đồng thời xây dựng và quảng bá thương hiệu nghệ Khoái Châu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can tại các địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới 6.000 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín. Đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Đăng Mờ, sinh năm 1989, trú tại thành phố Hà Nội. Cùng các đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ cho nhau, thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc với số tiền lừa đảo là gần 60 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch lên đến 6.000 tỷ đồng. Phòng Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, điều tra viên thụ lý Lê Văn Trường, số điện thoại 0971 228 683. Theo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024, bắt đầu từ ngày mai 30 tháng 12, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan nhà nước sẽ có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục. Dự báo lưu lượng người đi lại vui chơi tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên sẽ tăng cao. Lực lượng công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án để kiềm chế tối đa các vụ việc vi phạm, đảm bảo an toàn cho mọi người đón Tết Dương lịch vui tươi, hạnh phúc. Trong dịp này, Công an thành phố Hưng Yên xây dựng kế hoạch cụ thể huy động lực lượng cần thiết, lập thành các tổ tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các trục đường chính, khu vực ra vào địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, phối hợp với công an xã phường tăng cường đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình trạng gây rối đua xe trộm cắp, móc túi gây mất an ninh trật tự. Các địa điểm công cộng như khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, công viên Nam Hòa, khu vực đền Trần đền Mẫu. Tết này, linh vật rồng được thiết kế dài 100m sẽ xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Đường hoa sẽ phục vụ nhu cầu du xuân của người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024. Đặc biệt năm nay,
Đường hoa Nguyễn Huệ đánh dấu kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa với thiết kế đôi linh vật rồng uốn lượn ngay khu vực cổng chào với tên gọi Lưỡng Long Triều Liên, tức là đôi rồng trầu sen. Đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa dài hơn 100m và kích thước vòng đầu hơn 2m, trong đó hơn 90% chất liệu được sử dụng trong tạo hình đều thân thiện với môi trường. Theo bảng xếp hạng hiện nay về ứng dụng được tải nhiều nhất tại Việt Nam trên App Store, ứng dụng VSSID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đứng thứ nhất trong nhóm ứng dụng về kinh doanh và đứng thứ 25 trong nhóm các ứng dụng cung cấp miễn phí. Đây cũng là một trong ba ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn tại Việt Nam, cùng với hai ứng dụng khác là VNEID của Bộ Công an, Thanh niên Việt Nam của Trung ương đoàn. Thông qua VSSID, người dùng có thể theo dõi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, lịch sử nhận chế độ, chính sách hoặc kiểm tra doanh nghiệp có đóng đủ bảo hiểm xã hội hàng tháng, tránh việc chậm, trốn đóng. Trước đó, từ ngày 19 tháng 10 năm 2023, ngành bảo hiểm xã hội và công an đã kết nối tích hợp VSSID với tài khoản định danh điện tử VNEID. Qua đó, người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có thể sử dụng VNEID đã liên kết với VSSID. Sau gần 2 tiếng xét xử, trưa nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, cựu cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Đức Trung, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, là người đã bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc tại khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật, có nhiều thủ đoạn che giấu tội phạm, đối phó với cơ quan công an sau khi gây án, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của người cảnh sát nhân dân. Do vậy, cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng cải tạo, giáo dục. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 28 tháng 12, Tổng Liên đoàn Lao động, tổ chức công đoàn lớn nhất Argentina đã phát động cuộc tổng đình công đầu tiên trên toàn quốc nhằm phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ tân Tổng thống Javier Milei, người vừa nhậm chức hôm 10 tháng 12 vừa qua. Trong một thông báo, Tổng Liên đoàn Lao động Argentina CGT kêu gọi người lao động trên toàn quốc tham gia tổng đình công vào ngày 24 tháng 1 tới đây. Trong bối cảnh Quốc hội Argentina đang tiến hành phiên họp bất thường để xem xét và thông qua một loạt chính sách kinh tế mới mà chính phủ của Tổng thống cánh hữu Milei đưa ra nhằm cắt giảm tối đa thâm hụt ngân sách nhà nước, mở cửa nền kinh tế với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động sản xuất và xuất khẩu, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ tư nhân hóa. Theo CGT, mục đích của cuộc tổng đình công là nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nghị sĩ tại lưỡng viện Quốc hội để không thông qua các chính sách kinh tế mới của chính phủ với tên gọi là nghị định cần thiết và khẩn cấp. Ngày 28 tháng 12, cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos và cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đã nhất trí tiếp tục hợp tác để đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS ít nhất là đến năm 2025. Đây là một trong những lĩnh vực hiếm hoi mà Moscow và Washington vẫn duy trì hợp tác. Thông báo của Roscosmos nêu rõ, hai bên đã đặt thỏa thuận để tiếp tục các chuyến bay chéo đến năm 2025, qua đó giúp duy trì độ tin cậy của ISS. Việc kéo dài chương trình này cũng nhằm đảm bảo sự hiện diện của ít nhất một đại diện của Roscosmos trên module của Nga và sự hiện diện của ít nhất một đại diện của NASA trên khoang của Mỹ. Các chuyến bay chéo là chương trình, trong đó phi hành gia người Mỹ sẽ lên ISS với tư cách là thành viên phi hành đoàn trên tàu vũ trụ của Nga và ngược lại. Không gian, vũ trụ là một trong những lĩnh vực hiếm hoi mà Mỹ và Nga hiện vẫn duy trì hợp tác trong bối cảnh quan hệ song phương đạt mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm làm việc bận rộn là niềm vui chung của người lao động. Tại Nepal, voi cũng được ăn tất niên. Trong ngày đặc biệt này, thay vì đưa đón khách tham quan, các chú voi sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép một ngày để tham gia lễ hội voi Chitwan thường niên. Trong vài năm trở lại đây, lễ hội voi Chitwan đã trở thành sự kiện được tổ chức thường niên, góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết và tình yêu thương giữa con người với người bạn voi thân thiết. Cùng với bữa tiệc chiêu đãi voi ngoài trời, đến với lễ hội này, du khách sẽ có cơ hội chứng kiến các cuộc đua, các trận đấu bóng, thuộc khi nhan sắc giữa những chú voi đáng yêu. Chitwan là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Nepal và công viên quốc gia Chitwan là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch với các chương trình khám phá thiên nhiên hoang dã. Mỗi sáng, hơn 50 chú voi sẽ làm hướng dẫn viên và bạn đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá tại công viên này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào
và hẹn gặp lại.